Chào anh biết đây là cái gì không? À, cái dép, đó là vũ khí vitamin đạo đức đấy. Anh muốn bị test thử không? Đừng mà, test thử cho khán giả đi. Không được, lỡ người ta hủy đăng ký kênh này sao? À, test thử thằng làm ra kênh này đi. Ok. À, đây là nơi sản xuất ra chúng ta, chọi thằng đó thôi. Oh no. Chọi thằng đó thôi.